Ấy, chà, trời ơi, bơi mát quá mấy bạn ơi. Em đi bơi thuyền trong thao cầm viên. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Thì hôm nay bạn đang thấy là mình đang bơi ở bên dưới hồ đó bạn ấy. Nhà mình á là mình giàu cái nỗi mình có thể xây được nguyên cái hồ bơi to đùng luôn bạn thấy không đó. Mình tha hồ mình bơi luôn bạn ơi. Hay mà không biết bây giờ mọi người trong Hero Team đang làm gì ta. Mình thì đang bơi rất là thoải mái luôn. Ủa, ủa khoan tự. Ủa, ủa cái non cái gì Simi. Wow. Trời ơi, trời ơi, cái ơi, cái mày mày đây nó chỉnh quá nó hít đâu cái cái mùi dầu luôn. Ủa, ủa mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người. Ủa mọi người cho tôi hỏi mọi người đang làm gì vậy? Cái gì mày 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 sao vậy nha, mày nha. Xếp hàng từ từ, từng người lần lượt anh tới trước anh mình trước. Ủa mừng mừng. Ủa ơi, cay. Mừng mừng cái gì? Ủa mà bỏ tay ra khỏi cái gì? Cairon bị anh dịch sờ cái gì mà phải bỏ tay ra? Ủa, gì kỳ vậy? Đi ra đây tao bắt răng mày không? Tao lại. Đây này. À. Máy bay Boeing 6969 trị giá 2 tỷ. Wow, máy bay. Trời ơi, Kairon mới mua máy bay hả Kairon? Trời tất nhiên các bạn. Trời nói chung là số mình may mắn. Trời 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 trúng được trời với số hợp đắc 4 tỷ. Hả? Trời ơi, Kairon may mắn dễ sợ luôn, trúng được cái vé số mà gọi là 4 tỷ hay bao nhiêu tỷ xong. Kairon quyết định mua cái máy bay luôn á. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi mấy bạn ơi. Kairon mới trúng vé số xong Kairon mua nguyên chiếc máy bay to đùng luôn. Trời ơi, trời cái gì mà ghê vậy? Wow, trời ơi, cái ơi. Cái máy bay này nó bay được không? Tất nhiên là bay được rồi chứ đâu phải là máy bay mô hình đâu mà không bay được. À, vậy là cái máy bay này nó bay được bạn ơi. Cái gì ôi, sướng quá vậy. Giờ có máy bay để bay luôn bạn ơi, xịn dữ. Ok. Ủa mà cái bạn bạn có thể nào cho mình mượn cái máy bay này mình bay thử cái không? Anh mượn chưa? Ê, không ai được mượn nha. Kể cả sim cũng không được mượn nha. Máy bay người ta mới thì tôi chưa xài mà anh em xài thế nào? Ủa, cái gì vậy? Sao kỳ vậy? Ủa, Kairon tính ra là bạn không cho mình với dịch xài thì đã ok đi. Mà bạn không cho sim xài chung luôn là sao? Máy bay này là mấy cái máy bay này là của Kai thì Simi cũng phải được dùng chứ. Bạn à, bạn có bao giờ nghe đừng bao giờ để cho phụ nữ lái xe chưa? Mà bây giờ bạn còn đợi bắt Simi lái máy bay. Tính ra là anh đồng ý với Kai á, giờ Simi nó tông vô cột điện cái là máy bay là thành công hành động giác vụ luôn không? Đúng rồi bạn ơi. Mình tự nhiên mình nghĩ cũng đúng. Thà là bây giờ cấm Simi chứ đừng cấm mình với dịch. Chứ giờ đưa cho Simi lái máy bay ha là Simi tung cái vô cái ga mình hào cái là nổ ga mình hào. À mà thôi, tại chữ cái khoe là chữ Sim chưa thấy máy bay nó bay bao giờ. Bây giờ cái bay thử coi. Ờ đúng rồi. Cái bay thử coi. Đây, giờ nhìn mình bay thử nha. Ném vô nó chặt bay, chặt lưng đầu. Ôi, đứng xếp ra, đứng xếp ra. Nhìn nè, 3, 2, 1. Ôi, xịn chứ hả? Wow, trời nó bay cao dữ. Nè, tôi bay lên ga Minh Hào luôn rồi. Ôi trời ơi. Ôi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi nhìn đã quá à. Cái máy bay của Kai bay túi. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Xém nữa là ông tung vô đầu tôi đó. Trời trời. Wow, trời ơi xịn quá à mấy bạn ơi. Ước gì mình cũng có tiền mua một cái máy bay giống Kairon ha. Trời mình chỉ đủ tiền mua tên lửa lên chăng hề chứ chưa đủ tiền lên máy bay. Cái gì vậy? Trời, buồn ghê á trời. Ơ nhưng mà thôi, Kairon đây cho mình với anh Dịch mượn bay thử đi. Thôi không được bạn ơi, máy bay của mình là máy bay mới mà chỉ có những người nào đẳng cấp như mình mới được ngồi trên đây bạn hiểu không? Đi xuống. Trời ơi. Trời ơi mấy bạn ơi. Đó mấy bạn thấy không? Lúc mà gọi là nghèo khổ thì anh em lúc nào cũng ở bên nhau. Bây giờ Kairon có tiền, Kairon mua máy bay rồi thì Kairon bắt đầu gọi là nghỉ chơi với mình với anh Dịch đó. Trời ơi trời. Đúng rồi. Thôi ơi ông nói nhiều quá. Giờ đi đây. Lao. Rồi xong giờ người ta giàu luôn rồi. Người ta sống rồi, từ lớp khác mình rồi Phong ơi. Người ta đi mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Đúng rồi. Đổi đất thì không ai nhìn. Phất lên một cái mấy nghìn anh em rồi đi luôn rồi. Trời ơi bạn ơi. Mình thật là tức quá mà. Kairon mới được có máy bay thôi mà đã chảnh chọe rồi. Đúng rồi, chảnh chọe rồi. Vậy là Kairon chưa nhìn thấy cái căn nhà của Phong ở trong làng rồi. Nhà của Phong là đúng to rồi, nhất làng. Chưa thấy căn nhà Phong trong làng rồi. Hả? Giờ đây anh đừng nhái em được không? Em tán mặt anh giờ. Khỏe răng anh giờ. Trời trời. Đây các bạn coi nè. Mày thấy không? Hồi nãy Phong đã khoe với các bạn rồi. Phong khoe với bạn là nhà Phong có hồ bơi, có nhà bự thì tất nhiên là nhà Phong rất là giàu. Bây giờ ha, Phong sẽ gọi là không sử dụng máy bay nữa. Máy bay là cái gì? Máy bay chỉ là mấy cái thứ đồ chơi trẻ con. Bây giờ Phong sẽ có một thứ này mà nó bay được nha bạn, mà nó còn là gọi một rất là xịn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ mua cho Simi với là anh Dịch mỗi người một cái. Ủa, thiệt hả? Bạn sẽ mua máy bay cho mình với anh Dịch hả? Không phải, không phải, không phải máy bay, không phải máy bay. Hả? Chứ lại vậy? Để tôi tí đi rồi sẽ biết. Để tôi về nhà tôi đặt hàng online đã. Mấy bạn đợi mình tí nha. Mình sẽ quay trở lại ngay. Nhớ nha.
Ok. A few moments later. Ok mọi người ơi, thì hôm nay Phong đã gọi là đặt hàng về được món hàng của Phong rồi nè. Đây, xin giới thiệu với Simmy và Mr. Dịch. Cái gì đây? Cái rương này chính là cái rương anh shipper mới vừa đem vô cho Phong nè. Đây, mở ra coi coi bên trong có gì nè. Đây, mở ra bên trong coi có gì không. Đây. Ủa? Thấy gì không? Đây là... Ủa cái cục này là cục gì vậy Phong? Trời ơi, đây chính là trứng rồng á Sim, ghê không? Trứng rồng? Đúng rồi, cái này là trứng rồng á. Ê, nghe là thấy xịn lên đúng không? Sao tôi nhìn giống như trẻ đồ chơi cho trẻ con vậy? Làm gì trên đời có trứng rồng được? Trời là trời, tào lao Simmy này không biết vậy đó bạn ơi. Trong game Minecraft là có rồng luôn á nha. Mà Kyron á, thì sáng nay bạn nhớ không? Kyron khoe cái máy bay với bọn mình. Mà Kyron không cho bọn mình mượn máy bay. Thế mình ghét quá, bây giờ mình mua luôn con rồng về luôn. Mình cưỡi rồng luôn chứ mình không thèm cưỡi máy bay đâu. Mày hiểu không? Máy bay chỉ là đồ chơi trẻ con thôi. Đấy. Bây giờ trong đây nè, tôi có mua cho Sim một quả trứng màu hồng nè, mua cho Dịch một quả trứng màu vàng nè. Đó mọi người lấy đi. Mấy cái trứng này đắt lắm á, nhưng mà tôi có nhiều tiền mà. Mọi người lấy đây thoải mái nha. Ok. Rồi ok, Dịch thì dùng bằng khói vàng đi, em sẽ dùng bằng khói kim cương nè. Bây giờ nè các bạn, mình sẽ cùng với Dịch và mèo Simmy, bọn mình sẽ cùng nhau ấp trứng rồng nha các bạn nha, để nó nở ra con rồng thật là bự, thật là đẹp. Đấy, ok. Tức là tụi mình sẽ ấp trứng rồng hả? Đúng rồi. Bọn mình sẽ gọi là ấp trứng rồng mà nó sẽ nở ra được em bé rồng. Đây, trứng rồng này có ăn được không Phong? Hả? Tào lao trứng rồng mà ăn gì anh? Ông ăn trứng rồng mà tôi lỗ tiền sao? Con rồng này mình phải nuôi cho nó lớn lên hiểu không? Rồi qua đây, qua đây, qua đây. Ok. Ok, ok. Bây giờ nè, ơi cái máy bay của Kyron nè mọi người. Tí nữa ha, mình gọi là nuôi được con rồng lớn rồi đó, mình sẽ cho con rồng nó thổi banh cái máy bay của Kyron luôn. Ok. Đẹp. Bây giờ mọi người coi tôi nè. Trứng rồng của tôi á là trứng rồng gọi là bầu trời. Đó, cho nên là bây giờ tôi sẽ xây. Okay. Đúng rồi, tôi sẽ xây tổ cho nó. Mọi người coi, tôi xây tổ nè. Tôi sẽ xây cao cao lên đó, rồng bầu trời. Rồng bầu trời là phải xây tổ trên trời, mọi người hiểu không? Đó, mình sẽ đặt cao cao. Cao dữ vậy? Ủa sao cao dữ vậy? Hả? Cao một tí vậy thì nó mới nở được, bà hiểu không? Đó, sao tôi sẽ đặt một cái ô vuông nè, các bạn coi mình nè. Xin thử ghê không? Nhà người ta xây tường, xây nhà, xây ổ cho chó mèo lợn gà ở đây, nó dùng kim cương nó cho rồng. Trời ơi, em là người nhà giàu mà, trời ơi trời. Đấy, bây giờ mọi người coi nè, mình sẽ để quả trứng rồng lên nè. Sáu đầu quả trứng rồng nó sẽ được ấp ở trên đây. Đó, mày thấy không? Nó bốc khói nè, vậy là nó chín rồi đó. Bây giờ mình đặt nó làm năng. À dạ, quên lộn. Cái gì? Không phải. Mình sẽ để này. Mình ấp chứ. Đúng rồi. Rồi Simmy cũng xây lên, Simmy ấp luôn đi. Giờ đây Dịch cũng xây, Dịch ấp, Dịch thầy. Rồi ok bạn ơi, thì hiện tại là bây giờ á, Simmy cũng với anh Dịch cũng đã ấp trứng rồng rồi. Thì bây giờ để xem coi quả trứng rồng của ai sẽ nở ra con rồng như thế nào nha các bạn nha. Mà Phong ơi, còn ba trái xài trái nào? Hả? Còn ba trái xài trái nào? Anh xài trái màu vàng đi. Sim xài trái màu hồng. Okay. Ok. Rồi. Wow. Trứng rồng của Sim nhìn đẹp các bạn ơi, nó màu hồng. Sao rồng của Phong có khói mà rồng của anh nó im đi? What? Hả? Anh phải kích nó chứ, phải kích nó. Kích cho trái. Cái đây là nó khói nào, bắt đầu chín đây. Ok. Chín cái đầu ông tính ăn trứng rồng của tôi rồi ông nội. Ok. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mấy bạn hãy cùng với mình, hãy cùng nhau chờ xem coi quả trứng rồng của mình, Simmy và anh Dịch nở ra con rồng như thế nào nha các bạn. Ok. One eternity later. Wow. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Mấy con rồng của mình nở rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, xịn quá. Đây là con rồng màu hồng của Simmy nè. Wow. Trời ơi trời, cứ không ngờ là con rồng nó to vậy luôn á, Sim nó to hơn cái máy bay của Kai luôn á. Ủa trời ơi. Mọi người coi con rồng của mình nè. Trời ơi nó bự quá, từ từ để mình leo lên mình xem nó mới được. Trời ơi rồng yêu ơi, rồng yêu ơi, ta lên với mày đây. Trời ơi trời, đẹp dễ sợ bạn ơi. Trời ơi màu xanh của mình yêu thích nè. Ok ok. À quên, bây giờ mình muốn cưỡi nó thì mình phải có khiên mọi người ạ. Từ từ để mình xuống mình lấy cái khiên cho cái yên cho mấy cái khiên. Ok. Mình lấy cái yên cưỡi nè. Cái yên nè. Ok, mình lấy cái yên nè. Nè, cho Sim cái nè. Sim rồi. Đây. Đó. Ok, thank you. Bây giờ Sim đeo cho nó nha. Đeo vô đó bằng cái nào đi. Ơ chết. Em lỡ tay em quấn nó rồi. Xin lỗi con. Ây da. Kích vô người nó. Nó cắn không hả? Trời ơi, nó cắn tôi. Nó cắn tôi. Rồng ơi, anh xin lỗi. Anh lỡ tay. Ơi bây giờ anh đeo yên cho mày. Anh ơi, cho nó ăn nữa, cho nó ăn. Rồng ơi, anh xin lỗi, anh lỡ tay, anh đánh mày có cái thôi mà. Ok, đây, để anh đeo khiên cho mày nè. Đeo yên chứ nhầm. Đấy, ok. Bây giờ bạn hãy coi mình ngồi lên con rồng thử nha bạn nha. Ngồi thử nè, ngồi lên. Wow. Bam. Trời ơi, tôi phục rồng mình ăn, ngồi lên nè, nghe không? Trời ơi, anh em mình ngầu quá mấy bạn ơi. Bạn coi anh em mình ngồi lên con rồng nè. Trời ơi trời. Ê, mình bay ra thử nha bạn. Trời ơi, ngầu quá. Quá ngầu luôn. Trời ơi trời. Ok, bây giờ mình sẽ thử mình bay lên cao nè. Trời ơi, nó bay cao quá mọi người. Nó còn bay cao hơn cả cái máy bay của Kyron luôn á. Trời ơi.
Thế mà không biết điểm đặc biệt của con này là gì không? Hả? Điểm đặc biệt là gì? Mày không cần xăng. Đúng rồi, con rồng của bọn mình là không cần xăng luôn bạn ơi. Máy bay cay là phải cần xăng. Ok bay đi con ơi. Trời ơi, xịn quá, xịn quá. Hey, trời ơi bạn ơi, đúng là rồng xịn đấy bạn ạ. Bay từ nãy giờ mà nó vẫn không bị mỏi cánh mấy bạn ơi. Chứ máy bay mà bay một chút ha là mấy cái máy bay nó sẽ bị nóng rồi, không nhiều khi nó nổ luôn các bạn. Cho nên là thề luôn, máy bay của cay làm sao mà xịn bằng mấy con rồng của mình được. Ông ơi. Hả? Gì anh? Anh ngửi thấy mùi gì hôi quá. Hả? Mùi gì hôi? Anh thấy con rồng của Phong bị hôi nát hay sao, cứ quạt ra đây mùi hôi quá. Tào lao, tào lao, rồng của em là rồng bầu trời, là rồng gọi là thượng đẳng, hiểu không? Làm sao mà hôi nát được. Ôi, ở đâu ra mấy con rồng đẹp dữ vậy trời. Trời ơi. Hello, hello cái rồng. Trời ơi, bạn có nhìn thấy gì không cay? Bạn có nhìn thấy gì không cay? Rồng của bọn mình nè. Rồng này mình kiếm đâu hả? Thôi, rồng này là mình mua chứ đâu, mình order đấy, xịn chưa? Ồ, ghê hả? À? Vậy bạn mua cho mình một con với. Ủa, bạn nghĩ bạn là ai vậy? Hồi sáng này á, hồi sáng này người ta có máy bay 2 tỷ rồi, người ta cần rồng đâu. Đúng rồi, bạn có máy bay rồi. Bạn có máy bay rồi, bạn mua rồng làm gì nữa? Đúng rồi. À, mấy người này được à. Thôi, vậy thôi, không cần nữa. Bạn nghĩ là cái con rồng của bạn á, nó sẽ gọi là xịn mà cái máy bay của mình á. Máy bay của mình á là nó sử dụng vừa bền, vừa lâu, mà nó còn lại gọi là của mình nữa. Còn con rồng này á, trời, một ngày đó nó cũng bay đi rồi bạn ơi. Mình nói bạn nghe nè, rồng của mình á, nó rất là biết nghe lời. Và thứ nhất nữa là nó không bị tốn xăng. Chứ bạn lái máy bay ha, cứ chạy xíu là tốn cái trăm ngàn tiền xăng rồi trời. Bây giờ là vẻ bề ngoài không quan trọng đâu bạn ơi. Bây giờ là chúng ta phải so cái gọi là cái tốc độ, không so cái năng lượng của con rồng với máy bay cái nào xịn hơn nè. Solo luôn thôi. Ôi, solo luôn. Bây giờ nha, bây giờ nè, mình sẽ tính như thế này nha. Bây giờ nè, mình sẽ cưỡi con rồng của mình bay lên trên trời. Mình cho bạn sử dụng súng luôn, bắn con rồng của mình để coi con rồng mình có bị gì hay không. Còn bạn á, bạn thử bay bằng máy bay của bạn đi, rồi mình chỉ sử dụng mũi tên thôi, mình bắn cho nó một mũi tên thôi. Nếu như nó bị cái gì thì coi như là mình thua. Chào. Rồi, 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 anh còn biết múa quạt nữa không ơi? Cái gì? Rồng anh biết múa quạt luôn hả? Ở đây này, đâu biết múa quạt luôn nè kìa. Thôi, anh tao lao đi. Rồi, ok, bây giờ cái đó anh leo máy bay đi. Bao leo lên, leo lên. Rồi, ok, Phong cần cố lên. Ok, bây giờ Kai bay đi. Đó, bây giờ để coi cái máy bay của Kai có xịn mà con rồng của mình không nha. Bay đi. Ok. Trời ơi, máy bay 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 tà tà rồi. Trời ơi, bay cao lên coi, bay cao lên coi, bay cao lên. Bay cao hả? Rồi, bay cao nè đó. Bay cao. Bây giờ nè mấy bạn hãy coi mình nè. Gì chứ dăm ba mấy cái máy bay của Kairon cùi bắp. Làm sao mà con rồng của mình được? Coi nè, từ từ Kai ra, Kai đâu rồi? Kai rồi. À hay Kai nè. À, giờ dương cung lên nè. Chuẩn bị ngắm bắn nè. Đấy. Từ từ cao quá từ từ để cho Kai hạ thấp xuống xíu anh, tại vì cái máy bay của Kai ha chạy cái xíu rồi tí nữa nó thấp xuống rồi làm sao bay lâu được đó, thấy không? Mình chết rồi. À, chuẩn bị nè 3, 2, 1 vô. bắn nè cay máy bay máy bay được quá tôi bắn cho bởi máy bay ông luôn rồi xong tôi lấy máy bay ông tôi bay đi luôn. Trời ơi, máy bay bị bắn hư rồi, đâu có bay đâu nè, đơ rồi nè. Ôi hư luôn hả? Trời ơi, lỗi động cơ đấy thôi bạn ơi. Trời ơi, máy bay mà bị bắn có 1-2 mũi tên cái mà đã hư rồi. Giờ mà mình cầm súng mà mình bắn thì chắc nổ máy bay không ơi. Ờ đúng rồi nè, bạn coi con rồng của tôi nha. Nè nè, 1 mũi tên, 2 mũi, 3 mũi, bắn liên tục. Mày nè, coi nè nha, bây giờ mình leo lên mình cưỡi nó lại cho bạn coi nè. Bay lên, đó, thấy không? Bay lên xem. Thấy không? Ôi trời, nó vẫn bay bình thường. Thôi trời, ai như cái máy bay của Kai, trời máy bay kiểu gì mà mới bắn có 1-2 mũi tên hư luôn rồi. Trời ơi trời. Thôi nha, tạm biệt Kai, bây giờ mình với Sim với Dịch cùng nhau gọi là lái rồng bay gọi là thám hiểm thế giới này. Tạm biệt, bọn mình đi du lịch thế giới đây. Đây Kai à, mày bay 2 tỷ ở lại nha đi ơi. Đi thôi mấy bạn ơi. Đấy mấy bạn thấy không, trên đời này không bao giờ được xem thường người khác nha bạn. Những kẻ xem thường người khác lúc nào cũng sẽ gọi là gặp chuyện xui xẻo mà thôi. Đấy, ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nha anh em. Ok, ơi mình mới thấy Kai, hình như Kai máy bay lên lại rồi. Từ từ mình lấy cung mình bắn tiếp. Đấy, máy bay tôi bắn bởi hết.